Cuốn sách hôm nay có bìa màu đỏ cho nên Lai đã lựa chọn những vật trang trí màu đỏ để bỏ vào, nhìn cho nó có vẻ hơi liên quan đến cuốn sách một chút. Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Lai Reading, một cô gái chuyên xem xí linh tinh về sách, về phim, về tỷ thứ nhỏ bé xinh của thế giới. Ta-da! Hôm nay có một chút khác biệt là Lai quay clip này vào buổi sáng trước giờ đi làm. Tại vì tối hôm qua Lai mới đọc xong cuốn sách này, Người vệ tinh của Hans Olav Lahlum, một cuốn sách mà Lai được gửi tặng từ nhà xuất bản Phụ nữ. Lời đầu tiên là cảm ơn nhà xuất bản Phụ nữ đã gửi tặng cho Lai cuốn sách siêu 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 đỉnh này. Và lý do cho cái sự quay clip vào mới buổi sáng tinh mơ thế này là Lai sợ nếu để qua thời gian trôi qua thì Lai sẽ quên mất những cái điều hay ho mà Lai đọc được trong cuốn sách này, cho nên làm ngay về luôn cho nóng. Đầu tiên thì để Lai giới thiệu sơ sơ về cuốn sách này ha. Người vệ tinh là một tiểu thuyết trinh thám cổ điển của tác giả này. Thì tác giả này đã có rất là nhiều tác phẩm khác nhau rồi. Ông hiện tại đã có 6 cuốn tại Na Uy, viết về series bộ đôi Keiju và Patricia, tức là một bộ đôi phá án, một người là thám tử, một người là người gần như là kiểu bác sĩ đó mọi người, chuyên giúp thám tử này phân tích những cái tình huống và đưa ra lời giải đáp. Của tác giả Hans Olav Lahlum thì ở Việt Nam mình đã có xuất bản cuốn Người ruồi rồi, và cuốn thứ hai là cuốn Người vệ tinh. Lai thì chưa đọc cuốn Người ruồi. Cuốn Người vệ tinh này là cuốn trinh thám đầu tiên của tác giả này, cũng coi như là cuốn trinh thám đầu tiên mà Lai đọc đi trong thời gian gần đây, tại vì Lai là một đứa rất là xa lạ với dòng trinh thám ấy. Ôi, mới mở ra trang đầu tiên thì Lai đổ luôn ấy, tại vì trình bày cực kỳ đẹp luôn. Và Lai rất là thắc mắc tại sao em này lại được gọi là trinh thám cổ điển, chẳng lẽ còn có trinh thám cổ điển và trinh thám hiện đại nữa. Sau đó rồi có một vài bạn mới nói với Lai là trinh thám cổ điển là những dòng thuộc về dòng trinh thám giống như là của tác giả Agatha Christie và Sherlock Holmes đó, đại loại như vậy đó. Cho nên chắc là Lai phải tìm hiểu nhiều hơn về dòng trinh thám này. Chuyện Người vệ tinh này kể về một người đàn ông tỷ phú của Na Uy. Ông này là một người có công với cách mạng trong thời kỳ kháng chiến, sau đó rồi là một chính khách. Rồi ông ý không làm chính trị nữa, ông ấy bỏ sang, ông ấy làm kinh doanh và là một người kinh doanh cực kỳ thành công. Đến mức mà ông ấy lọt vào top 10 những người giàu nhất ở Na Uy với trị giá tài sản hình như là lên đến hơn 100 triệu kron. Kron là một đơn vị tiền tệ của Na Uy ấy, tức là ông ý cực kỳ giàu ha. Nói theo ngôn ngữ của tụi mình thì là đại gia đó. Ông này đã liên lạc với thanh tra thám tử. Đây, thanh tra thám tử tên là cái gì đó, một tên rất là khó đọc. Christensen gì đó, gọi là Keiju. Đấy, ông ý đã liên lạc với thám tử Keiju này, thanh tra cảnh sát, thanh tra thám tử cảnh sát. Đại loại là anh Keiju này vừa là một thanh tra vừa là một thám tử luôn. Ngay trước ngày mà hẹn gặp nhau ấy thì ông tỷ phú này bị giết chết ngay tại nhà riêng trong một bữa tiệc. Và bữa tiệc đó ngoài ông ý ra thì còn có 10 người khác nữa. Một điều đáng nói là 10 người này đều rất là thân thiết với ông tỷ phú này, và tất cả 10 người đó đều có động cơ để giết ông đó. Ban đầu lúc mới bước vào câu chuyện, Lai rất là tò mò, trời ơi, ai là người giết ông này và bằng cách nào? Tại sao mà 10 người ở cùng nhau mà lại không ai biết được ai đã giết ông này? Sau đó rồi từng lời khai của từng người được lấy, và cứ từng lời khai thì lại mở ra một câu chuyện, và Lai cứ kiểu là cứ sau mỗi lời khai lại đoán là người này, sau đó rồi lại đoán là người kia, lại đoán là người kia, đến cuối cùng kiểu Lai cũng phải bất ngờ và không thể tin được là mình đã suy đoán không đúng gì hết. Nói chung là cái mạch truyện ấy, cái plot twist cực kỳ đỉnh luôn. Vụ án này được giải quyết trong vòng chưa đến một tuần, tức là mỗi ngày trôi qua của thanh tra Keiju này này đều rất là căng thẳng, mỗi giờ mỗi phút trôi qua đều giống như là ngàn cân treo sợi tóc luôn ý. Tóm lại về nội dung câu chuyện, Lai cho một like cực kỳ đỉnh, Điều thứ hai mà Lai yêu thích về tác phẩm Người vệ tinh này đó là tận dụng những yếu tố lịch sử để làm cho cốt truyện trở nên căng thẳng hơn và gay cấn hơn ý. Ở đây trong này các bạn có viết là đây, tác giả lấy cảm hứng từ người thực, tuy nhiên các sự kiện xảy ra trong Thế chiến thứ hai và năm 1969 không dựa trên thực tế lịch sử. Tức là ông tỷ phú này bị giết chết vào năm 1969 trong hành trình khám phá ra ai mới là kẻ thực sự đã giết ông này, thì những bí mật về quá khứ mới dần dần được hé lộ. Nó liên quan cả đến những cái chết đã xảy ra ở trong Thế chiến thứ hai mà đến bây giờ vẫn chưa có lời giải. Ban đầu là rất là kiểu hơi bị hoang mang một chút, tại vì Lai không có đọc về lịch sử nè, không có biết gì về những trận chiến trong Thế chiến thứ hai. Nhưng mà khi mà đọc rồi Lai mới cảm thấy ok, không sao cả, mặc dù mình không biết thì mình có thể lướt qua coi như nó chỉ là một tình tiết hư cấu thôi, không sao hết. Nhưng mà lúc nghĩ lại, Lai mới chợt nhận ra là nếu như bạn có một chút kiến thức về
lịch sử nè, về Thế chiến thứ hai, về sự chiếm đóng của Đức Quốc xã, về trận chiến Liên Xô và nhất là một vài cuộc cách mạng hay là một vài tình tiết về chiến tranh ở Na Uy, thì có lẽ bạn sẽ đọc tác phẩm này với một sự định hơn, tại vì bạn có thể so sánh biết được đâu là sự kiện diễn ra thực, sự kiện nào chỉ là hư cấu thôi. Và nếu mà gắn liền với các cột mốc lịch sử mà mình biết rõ nhiều hơn thì có lẽ sẽ hay hơn ha. Điều thứ ba mà Lai thích về cuốn sách này đó là người vệ tinh. Như mọi người thấy, đây, ngay trên cái trang bìa này là một bàn tay điều khiển những con rối. Đó, thì người vệ tinh là một khái niệm để chỉ những người mà xoay quanh một người nhất định, và người này sẽ là người có khả năng điều khiển họ. Ban đầu Lai rất là thắc mắc ấy, tại sao lại gọi là người vệ tinh? Tại sao vụ án mạng thì có liên quan gì? Nhưng mà càng về sau, các tình tiết được hé lộ và các thông tin trở nên nhiều hơn, thì trong này, cái cô Patricia này này, người mà liên kết với thám tử Keiju, cũng đã giải thích về khái niệm người vệ tinh, cũng đã nói là ai hiện tại đang là người vệ tinh của ai. Cái tình huống này cho Lai cảm giác là mình phải suy ngẫm lại một chút ấy. Hiện tại Lai có đang là người vệ tinh của ai đó không? Nó rất là thú vị và rất là hay luôn. Và Lai đã hiểu ra tại sao cuốn sách này lại được gọi là người vệ tinh. Có lẽ là chúng ta đang xoay quanh một ai đó, chúng ta đang phụ thuộc vào một người nào đó, nhưng chính bản thân chúng ta cũng không nhận ra được. Từ việc sử dụng hình ảnh người vệ tinh này mà tác giả đã cho Lai thấy một cây bút viết rất là tài tình ấy, có thể xây dựng được một câu chuyện và một hệ thống nhân vật 10 người với những bí ẩn đằng sau câu chuyện của họ. Và với cái chết của ông tỷ phú này, bí mật sẽ là ở đâu, ai là người đã giết ông tỷ phú này, và câu chuyện nào sẽ liên quan, và những vụ án năm xưa đã bị lịch sử lãng quên liệu có tìm được lời giải đáp hay không. Tóm lại là Người Vệ Tinh là một cuốn sách cực kỳ đỉnh ý mọi người. Để Lai xem coi em này bao nhiêu trang ha. Đây, 334 trang mà Lai chỉ đọc trong vòng 2 ngày. Ngày đầu tiên thì ở nhà cho nên có nhiều thời gian đọc hơn. Ngày hôm sau thì đi làm, và Lai đã thức đến 12 giờ đêm để đọc cho xong em ý. Kiểu Lai đi làm về rồi quên mất khái niệm thời gian luôn, cứ ngồi đọc hoài luôn, cho đến 12 giờ đêm mới tái hiện ra là mình chưa ăn tối, cũng chưa tắm rửa gì luôn. Đó là các bạn biết là cuốn sách này nội dung hay thế nào rồi. Và em sách này cũng khiến Lai hơi sợ một chút, sợ là mình nếu mà đã đọc rồi, nghiền dòng trinh thám rồi ấy, thì sẽ đọc hoài không dứt ra được và không làm được những việc khác á. Nhưng mà sau khi đọc xong em sách này thì Lai nghĩ là Lai sẽ tìm đọc thêm tác phẩm Người Ruồi nữa. Và biết đâu được nhờ em sách này mà Lai sẽ chịu khó tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử thì sao. Ta-da, vậy là chuyên mục xem xí của Lai về cuốn sách Người Vệ Tinh hôm nay đến đây là hết rồi. Lai không biết có thể coi đây là một clip review không nữa, tại vì Lai ít đọc dòng trinh thám cho nên không có một cơ sở nào hay là một tài liệu nào để mà so sánh xem em ý với các em khác có gì giống và khác hay là có gì hay hơn, nổi trội hơn, đại loại vậy đó. Nhưng với Lai, với tác phẩm này thì vẫn vô cùng xuất sắc và vô cùng lôi cuốn, các bạn có thể tham khảo thử ha. Và đây cũng là clip đầu tiên mà Lai chỉ nói riêng về một cuốn sách thôi, là một sự kiện rất là đáng nhớ đối với channel của Lai đó. Nên mọi người hãy cho Lai biết một vài cảm nhận của mọi người về clip này nha, để Lai có thể cải thiện hơn và mang đến cho mọi người những clip chất lượng hơn. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại trong số tới. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.